Lúc đầu anh cũng nghĩ là em. Anh, anh có ý thua anh ta chứ? Chị, em xin lỗi, do bạn em xịn quá. Tâm ơi, đón xem tập 29 sitcom Ngôi Sao Khoai Tây phát sóng vào lúc 19:55 thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2018 trên kênh HTV7.